Thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, đại biểu Quốc hội lo ngại về chỉ tiêu tăng năng suất lao động thấp hơn nhiều so với kế hoạch đề ra. Đại biểu kiến nghị chính phủ đánh giá kỹ hơn thực trạng, làm rõ nguyên nhân của việc không đạt chỉ tiêu, đồng thời cần nghiên cứu xây dựng đề án tổng thể để cải thiện. Bàn về chỉ tiêu năng suất lao động, một số đại biểu bày tỏ sự lo ngại bởi đây là chỉ tiêu có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với phát triển nhanh, bền vững đất nước. Trong khi đó, mức tăng dự kiến từ 4,7 đến 5,2% trong năm nay không chỉ thấp hơn giai đoạn vừa qua mà còn khó thu hẹp khoảng cách với các nước trong khu vực. Kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức rất lớn để có thể bắt kịp năng suất lao động của các nước trong khu vực. Do đó, cải thiện và thúc đẩy tăng năng suất lao động là vấn đề cốt lõi của nền kinh tế Việt Nam, là con đường ngắn nhất để đưa nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, bắt kịp trình độ phát triển tiên tiến của các nước. Tốc độ tăng năng suất lao động không chỉ là mục tiêu quan trọng phản ánh chất lượng tăng trưởng cũng như sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đề nghị chính phủ đánh giá toàn diện tình hình và có đề xuất giải pháp cụ thể quyết liệt hơn để cải thiện, nâng cao sức lao động, từng bước thu hẹp khoảng cách. Khẳng định nguồn nhân lực chất lượng cao là chìa khóa cho phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và lợi thế cạnh tranh. Đại biểu Trần Văn Khải đặt câu hỏi, hiện nay chúng ta có gì hay mới chỉ bắt đầu? Dẫn chứng lĩnh vực chip, bán dẫn, dự báo nước ta cần đào tạo 50 đến 100.000 nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn giai đoạn 2025-2030. Điều này cho thấy sự khát nguồn nhân lực chất lượng cao như thế nào? Cho dù chúng ta thiện chí đến đâu, đầu tư hạ tầng, nhà xưởng sẵn sàng thế nào, nhưng nếu chưa có ổ lót là lao động chất lượng cao, chuyên sâu, chuyển đổi và năng suất lao động được cải thiện thì làm sao đại bàng công nghệ có thể hạ cánh và đẻ trứng vàng cho chúng ta. Rõ ràng nhiệm vụ lớn cấp thiết nhất của chúng ta hiện nay là phải có chính sách đột phá, khắc phục cho được những tồn tại hạn chế đang là rào cản, nút thắt cản trở sự phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo đánh giá của Tổ chức Năng suất Châu Á, ABO, đánh giá năng suất lao động của Việt Nam tụt hậu so với Nhật Bản 60 năm, so với Malaysia 40 năm và Thái Lan là 10 năm.